Những mảnh đời bất hạnh kỳ chính do nhóm tương trợ nhân ái tình thương tại Hawaii tổ chức. Một chương trình ca nhạc, cải lương, kịch và giảng vũ do nhiều nghệ sĩ từ các trung tâm, giọng ca ngọt ngào và MC Thùy Dương, một nghệ sĩ được nhiều sự thương mến của các quý khán giả trên đài SPTN và trung tâm Asia, nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh, cười nghi nhã vui nhộn với nghệ sĩ Tạp Kỹ Thành Lễ, cùng với sự xuất hiện bất ngờ với nghệ sĩ Chí Tâm, được nhiều sự yêu cầu tiếng hát Phật giáo ca sĩ Hiếu Nghĩa, thầy Thích Quảng Kiên đến từ tu viện Kim Sơn, tiếng hát của Thanh Hoàng và nhiều nghệ sĩ tại Hawaii, Thu Loan, Bảo Vân, Ngọc Hư, Quốc Thi, Thùy Mai, Xuân Tâm và Lina Phạm, ban nhạc Anh Tuấn, Bụ Trung, Anh Tổ. Chương trình nhằm giúp đỡ các cô như viện bại não khuyết tật và người già neo đơn tại Việt Nam, vừa thưởng thức một chương trình văn nghệ có ẩm thực độc đáo, vui vẻ và nhân bản. Chương trình Những Mảnh Đời Bất Hạnh Kỳ Chính sẽ được tổ chức tại The New Empress Restaurant Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2016, thời gian 6 giờ chiều, giá vé bảo trợ 80 Mỹ Kim và đồng hạt 45 Mỹ Kim, có ẩm thực và có đồ thức ăn chay. Thanh Hoàng và Thanh Thủy kính mời.